Nhà đất TV xin kính chào quý anh chị cô chú khách hàng. Hôm nay nhà đất TV xin gửi đến quý anh chị cô chú khách hàng một căn nhà góc nằm ở đường số 10. Ở đây là thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân quý anh chị cô chú. Em đang đứng ở đường liên khu 56. Ngay đây là khu chợ nha. Thì từ vị trí này em sẽ chạy đến cái đường số 10 và vào trong cái căn nhà góc mà em muốn chia sẻ cho quý anh chị cô chú khách hàng xem. Quý anh chị nhìn thấy cái bách hóa xanh không? Thì ở trên đường liên khu 56 mà từ ngoài quốc lộ vào trong cái đoạn từ bách hóa xanh ra lại quốc lộ 1A nha quý anh chị. Thì cái đường số 10 nó sẽ nằm bên tay phải của quốc lộ khi mà mình từ quốc lộ đi vào. Còn nếu mà mình từ trong chợ liên khu 56 chạy ra thì nó sẽ nằm bên tay trái. Rồi bây giờ em sẽ chạy xả nhanh cho mọi người xem nha. Bây giờ quẹo vô đường số 10 nè quý anh chị cô chú khách hàng. Vừa quẹo vào trong đường số 10, mình chạy tầm khoảng 100m là sẽ có tới cái vị trí căn nhà mà em muốn chia sẻ nha. Căn nhà đây quý anh chị, căn nhà góc này quý anh chị, căn nhà này là căn nhà cấp 4 thôi. Đấy. Căn nhà cấp 4 này quý anh chị. Căn nhà này thì có diện tích là bề ngang là 5m, chiều dài là 15m, nằm ở mặt tiền đường số 10. Ở đây thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nha quý anh chị cô chú. Đây căn nhà này thì được phân ra làm 3 phòng quý anh chị cô chú, mà trước là một cái phòng kiosk, mặt tiền đường số 10 nè quý anh chị. Đây, mặt tiền kinh doanh nha. Còn phía sau đuôi của nó thì sẽ được phân làm hai cái phòng trọ. Hai phòng trọ đều có cái phần lầu, cái phần gác ở trên đó anh chị cô chú. Hẻm bên hông của nó là hẻm 6m. Còn đường trước mặt nó là đường 7m nha quý anh chị cô chú. Đường xe thông thoáng, mặt tiền có thể kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề luôn quý anh chị ơi. Căn nhà này thì có sổ hồng nha. Sổ hồng pháp lý hợp lệ nha. Nhà chính chủ đứng bán, mua bán sang tên ngay trong ngày. Nếu quý anh chị cô chú nào mà có nhu cầu là có thể ra công chứng ngay trong ngày luôn. Cái phần phía sau quý anh chị cô chú để em quay cho mọi người xem nha. Đây cái phần nhô ra cái móc L nở hậu đó anh chị. Cái nhà màu xanh đụng tới cái nhà màu hồng hồng đó anh chị. Thì căn nhà của mình ở phía sau đuôi này mà mình sẽ chia ra là được hai phòng trọ cho thuê quý anh chị. Và cái phần phía trước thì là cái phần kiosk của chúng ta, nó tầm khoảng đầu 10m đó anh chị, ngang 5 dài 10 phải tầm khoảng đó. Đây em quay cho mọi người xem nè. Chắc không tới 10m đâu, tầm khoảng 9 hoặc 8m thôi. Còn phần phía sau là chia hai phòng trọ nữa. Đây quý anh chị, mình có cửa hông đàng hoàng nha. Cái phần này thì chỉ có một cái gác lửng thôi với một cái nhà vệ sinh. Đây và em cũng xin chia sẻ với quý anh chị biết luôn, căn nhà này thì chủ đang kêu bán là 5,5 tỷ nha quý anh chị. Giá có thể thương lượng cho anh chị nào mà thiện chí đi xem. Thì anh chị nào mà có nhu cầu muốn xem cứ liên hệ số điện thoại là 0909049383. Gặp em tên là Phú sẽ hỗ trợ cho mọi người đi xem căn nhà này nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại em một clip gần nhất ạ.